Tập 16. Tiểu thư, tiên sinh Hà đến rồi. Đến rồi sao? Chào tiểu thư. Hôm nay cũng nhờ anh phối hợp giúp tôi, không ngờ thật sự nhận được không ít lời tán thưởng. Cảm ơn. Tiểu thư khách sáo rồi. Tôi đã nói với lại cha tôi, sau này để anh đến làm bảo vệ bên cạnh tôi, chỉ phục vụ cho một mình tôi thôi. Dạ, xin nghe lời dặn dò của tiểu thư. Những thuộc hạ trong tay cha tôi, ngoài việc đánh giết ra, những người còn lại chẳng biết cái gì hết, chẳng khác gì bọn hại. Anh thấy tôi đeo vòng cổ thế nào? Qua đây. Dạ. Có đẹp không? Rất đẹp. Kiểu vòng này có hơi tầm thường quá không vậy? Đúng là hơi có tầm thường một chút. Nhưng mà ngọc lục bảo rất to, cho nên trông cũng khá đặc biệt. Phối hợp thêm bộ quần áo của cô, tôi thấy là vẫn rất đẹp. Quả nhiên anh vẫn có mắt. Quan trọng nhất là tiểu thư đã rất đẹp rồi, cho nên mặc cái gì cũng thích hợp hết. Anh qua đây đeo giúp tôi đi. Qua đây. Dạ. Thật ra anh không cần phải sợ, cũng không phải gò ép. Con người của tôi cũng là người rất là dễ gần, nhưng mà có vài người hầu không đúng ý của tôi, cho nên tôi mới tức giận với họ. Không đeo được sao? Được rồi. Xin lỗi tiểu thư, trước giờ chưa từng buộc. Tôi có mấy người bạn bên Mỹ hẹn tôi ngày mai đi chơi ở Tô Giới Pháp. Anh xem, anh có thể phối quần áo vừa đẹp vừa không hở hang như thế này giúp tôi được không? Nếu tiểu thư đã tin tưởng như vậy, tôi nhất định sẽ làm. Bên này tôi có rượu vang mới về, vận chuyển từ nước Pháp, cũng khá được. Bình thường tôi cũng không muốn chia sẻ với người khác, nhưng mà hôm nay phá lệ, cùng ném với anh. Đây, cảm ơn tiểu thư. Cạn ly. Nè, thấy bộ quần áo hôm nay của tôi như thế nào? Rất đẹp, có phải rất khác phong cách thường ngày không? Nói với các cô, dạo này tôi có quen một nhà thiết kế rất lợi hại. Thật sự rất đẹp sao? Tất cả, làm sao đây? Thằng khốn Hà Đồng Minh, đại ca chúng ta sắp bị Mã Đồng Bang giết, hắn lại còn ở với bọn đàn bà này. Tất cả, có cảnh sát tuần tra, chúng ta rút. Sớm muộn gì anh cũng sẽ giết hắn. Rút. Lúc nãy là ai vậy? Là người của Diêm Bang hả? Yên tâm, bọn họ sẽ không đuổi theo đâu. Những thuộc hạ của cha tôi làm gì cái kiểu gì không biết nữa, sao vẫn chưa giết hết tất cả đám người này nữa? Anh lại cứu tôi một mạng, đây là trách nhiệm của tôi mà. Dù sao thì có anh bên cạnh tôi thấy mình rất an toàn. Sau khi về tôi sẽ kêu cha tôi thưởng thật tốt cho anh. Cảm ơn tiểu thư. Đám người buôn lậu đó đuổi theo cô không ngừng,
Có phải vì cha cô đã bắt đại ca của họ không? Cái tên cầm đầu bá đầu đó, tôi đã sớm nói cha tôi giết hắn rồi. Nhưng mà cha tôi cứ nói là người Nhật Bản nghi ngờ hắn có liên quan đến đảng cộng sản gì đó. Nó là không dám khinh suất mà giết được, muốn lợi dụng hắn để moi ra nhiều người đảng cộng sản hơn. Tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa. Nè, anh nói xem, người Nhật Bản sao cứ phải hứng thú với đảng cộng sản vậy? Thẩm vấn ra được gì chưa? Cái này thì cha tôi có từng nói, chắc là vẫn chưa. Tiểu thư, nếu như có thẩm vấn ra điều gì từ miệng của hắn, có phải cha của cô nở mày nở mặt trước bọn Nhật hay không? Cha tôi vẫn đã rất nở mày nở mặt rồi. Nhưng mà những người thẩm vấn kia, tên nào tên nấy chẳng khác gì bọn ăn hại. Nhiều ngày như vậy rồi, vẫn chưa thẩm vấn ra được gì hết. Tôi thấy là có lẽ cách của họ không đúng đâu. Vậy anh có cách gì hay không? Tôi... Nè, cho dù tôi có cách hay, tôi chỉ là một thằng đệ, không đến lượt tôi thẩm vấn đâu. Chẳng phải chỉ cần một câu của tôi thôi sao? Tôi nói với anh nè, nếu như anh có thể thẩm vấn ra cái gì đó thật, đảm bảo anh sẽ được ngồi vị trí đường chủ. Cảm ơn tiểu thư. Lát nữa tôi về sẽ nói với lại cha tôi. Dạ. Cha, những người của bọn buôn lậu không chịu bỏ qua cho con. Nếu hôm nay không có anh ấy, con sớm đã chết ở đầu đường rồi. Trước khi diêm bang chưa được trừ khử, tốt nhất con đừng ra ngoài nhiều. Không cho con ra ngoài hả? Vậy con chết vì chán mất. Thằng cầm đầu diêm bang bị bắt, rốt cuộc đến khi nào cha mới thẩm vấn? Không thẩm vấn thì giết cho rồi. Con đừng can thiệp vào chuyện này. Con không có muốn can thiệp, nhưng những kẻ trong đám buôn lậu đó luôn muốn bắt con đi để đổi lấy thủ lĩnh của họ. Con có thể yên tâm được hay sao? Cha đồng ý với con, không thẩm vấn ra thì sẽ bắn chết hắn. Cha, cha đừng dội cho hắn như vậy. Sao vậy? Anh ấy rất có bản lĩnh đó. Con muốn cha cho anh ấy thẩm vấn, có lẽ sẽ thẩm vấn ra được cái gì đó. Cha thấy không cần thiết. Cha, con cầu xin cha, có chút chuyện mà cha không đồng ý nữa, sau này trước mặt người hầu con còn mặt mũi gì đây? Cha, cha thật sự không còn cách nào với con luôn đó. Nè, mau cảm ơn cha của tôi đi. Cảm ơn bà chủ. Ra ngoài đi, để tôi thẩm vấn. Anh ta là ai vậy? Bảo vệ riêng của tiểu thư đó, là người mà tiểu thư tiến cử. Anh đừng có hỏi nhiều nữa. Sao chán vậy không biết? Lại gặp thêm một con chó của người Nhật. Anh chính là thủ lĩnh Điền, ban chủ của Diêm Bang. Hỏi dư thừa quá vậy. Biết rồi còn hỏi. Đúng là lắm lời mà. Thanh Phong, Minh Nguyệt, chiếm đất Cao Cương, một dãy non nước thêu dệt ngàn năm. Nhìn ra biển lớn, ba sông hợp lại chảy ngàn năm.
Chính Quỷ Khang, Chính Quỷ Khang có khỏe không? Anh ấy đâu? Tiên sinh Khang ở Đông Bắc, người Nhật trồng số lượng lớn thuốc phiện ở Đông Bắc, muốn thông qua bằng mã đầu của Thiên Tân để bán giá ở nội địa. Nhiệm vụ đến đây của tôi là gặp anh, điều tra rõ ràng tuyến đường buôn lậu thuốc phiện của chúng, nhân cơ hội phá hủy thuốc phiện mà người Nhật tích trữ. Được, được, tôi lĩnh đi. Trương Thế Nghiêm đã mất kiên nhẫn với việc thẩm vấn anh rồi, có khả năng hắn nhận lệnh của người Nhật mấy ngày nay muốn xử bắn anh. Tôi sẽ nghĩ cách nhận mệnh lệnh xử tử anh, nhân cơ hội để cứu anh ra. Được, được, tôi nghe anh. Nhưng mà tên Trương Thế Nghiêu rất gian xảo, anh ẩn nấp như vậy, hắn sẽ tiến hành bí mật theo dõi và điều tra anh. Anh nhất định phải cẩn thận hơn. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận mà. Được. Còn nữa, những anh em trong bang cũng là người của tổ chức đúng không? Ngoài tôi ra, họ đều là người trong giang hồ, nhưng họ đều rất ngay thẳng, rất đáng tin. Anh có thể yên tâm sử dụng họ. Yên tâm mà sử dụng. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Dạ. Ban chủ Điền, tôi cần anh kiên nhẫn thêm mấy ngày nữa. Anh yên tâm đi. Nếu hắn không chịu nói cái gì, niệm đạo nghĩa giang hồ, tôi sẽ cho hắn chết nhanh chóng. Lão gia, khi nào chuẩn bị giải quyết thủ lĩnh Điền? Ngày kia, cửa sảnh cà phê Roman, tôi giải pháp. Dạ hiểu. Nhớ lấy, truyền tin tức ra, nói thủ lĩnh Điền đã chạy trốn. Còn nữa, một khi thủ lĩnh Điền chết, người của Diêm Bang ắt sẽ có hành động báo thù. Kêu các anh em cảnh giác một chút. Dạ rõ. Hà Đông Minh, anh đã nhớ địa chỉ vừa nãy lão già nói hay không? Nhớ rồi. Được. Vậy thì anh hãy dẫn mấy anh em đi giải quyết thủ lĩnh Điền. Sau khi xong chuyện hãy nhanh chóng rời đi, tuyệt đối đừng để lại bất cứ cớ nào cho chính phủ. Có rõ chưa? Dạ rõ. Được. Anh đi chuẩn bị đi. Hà Đông Minh, tiểu thư, nghe nói cha tôi giao nhiệm vụ giết thủ lĩnh Điền cho anh. Cảm ơn sự tin tưởng của tiểu thư. Có là gì đâu chứ. Nè, bây giờ anh định đi đâu vậy? Đi dạo các cửa hàng với tôi đi. Xin lỗi tiểu thư, tôi phải đi truy xét. Tôi không thuộc về Thiên Tân cho lắm. Không cần đâu. Vậy thôi, đi mua ít đồ với tôi, tiểu thư à. Dù sao chúng ta cũng phải tiêu diệt kẻ cầm đầu Diêm Bang. Diêm Bang có hơn 100 anh em. Nếu như mà mò đường trước, nhỡ có sự xuất gì, chúng tôi rất khó thoát thân. Hơn nữa, cha cô đã tung tin đồn giả, nói thủ lĩnh Điền đã chạy trốn. Lúc này, tôi tin các anh em của Diêm Bang đang tìm tung tích của thủ lĩnh Điền ở khắp đây. Tiểu thư ra ngoài lúc này sẽ rất nguy hiểm đó. Anh lắm lời thật đó nha. Tôi thấy rõ ràng anh không muốn ra ngoài cùng với tôi. Tiểu thư, trừ khử thủ lĩnh Điền, tiêu diệt Diêm Bang. Tới lúc đó, cả vệ binh Thiên Tân đều là thiên hạ của Mã Đầu Bang. Tiểu thư muốn đi đâu thì đi đó, tôi sẽ cùng đi với cô. Anh nói đó nha. Được thôi, dù sao tôi cũng không sợ anh lừa. Tôi đợi anh. Hà Đông Minh, tên lừa đảo này, chúng tôi đã trúng bẫy anh. Anh nói sẽ cứu thủ lĩnh của chúng tôi ra. Hôm nay tôi sẽ phải giết anh, báo thù cho thủ lĩnh của chúng tôi.
ai? Dựa vào anh mà có thể lừa được ông ấy hả? Hổ nhục kế của anh đã bị ông ấy nhìn ra rồi. Các anh em ngu ngốc của bạn anh sớm đã bán đứng anh rồi kìa. Được chủ, tôi một lòng trung thành với lại lão gia. Nếu như anh không tin, giờ tôi có thể giết giả lão tứ. Anh rất thông minh. Chỉ đáng tiếc người biết sự thật chỉ có một mình anh. Muốn giết tôi? Tôi là người của Mã Đầu Bang đó. Mạng của tôi chẳng là cái thá gì. Nhưng tôi đi cũng phải mang anh đi cùng. Lão Tứ, Lão Tứ, tỉnh lại đi, mau lên. Mau đi, nhanh lên. Anh em Hà, do tôi sai, do tôi không tốt. Tôi quá kích động, phá hỏng kế hoạch của anh. Tôi đáng chết. Kế hoạch của tôi sắp thành công rồi, trong chốc lát đã bị anh phá hủy. Đúng, là do tôi sai. Thật ra, từ trước đến nay, tôi luôn không tin anh thật lòng cứu thủ lĩnh của chúng tôi. Tôi đã sai rồi. Được rồi, mau đứng dậy đi. Chuyện này không trách anh được. Nhưng thủ lĩnh Điền đang ở trong ngục lại càng nguy hiểm hơn. Không phải thủ lĩnh của chúng tôi được cứu ra rồi sao? Hơn nữa, bọn chúng đang tìm anh ấy ở khắp nơi, nhưng mà không tìm ra. Đây là tin giả do Mã Đồng Bằng tung ra. Nói như vậy, thủ lĩnh của chúng tôi vẫn trong tay chúng. Ông đây phải tìm bọn chúng tính sổ. Nè, mày kích động. Về nói với các anh em, đừng tìm thủ lĩnh Điền nữa. Ông ấy vẫn ở Mã Đầu Bang. Kêu các anh em đợi tin của tôi. Tôi đi đây. Nè, anh đi đâu? Về Mã Đầu Bang. Nhưng anh đã bị lộ rồi. Người biết tin đã bị tôi giết rồi. Tôi chỉ có thể về cược một phen. Anh em Hà, trước đây giả lão tứ tôi có mắt như mù. Tôi bị đưa, tôi trách nhầm anh. Chỉ cần lần này anh có thể cứu thủ lĩnh chúng tôi ra, lão tứ tôi làm trâu làm ngựa cả đời cho anh. Ra lệnh đuổi giết Hà Đồng Minh. Dạ. À Đồng Minh, anh còn dám quay về sao? Ban chủ, tôi có lỗi với ngài. Đại đường chủ và các anh em đã bị giết hết rồi. Xin ban chủ hãy trừng phạt. À Đồng Minh, tôi đã nghe hết rồi. Nghe anh là gián điệp được Diêm Bang phái đi. À Đồng Minh à, anh biết diễn quá hả? Anh coi chúng tôi là bọn ngu hả? Tôi dám khẳng định anh đã hại chết anh ấy. Đúng vậy, tôi đã hại chết đại đường chủ. Lúc chúng tôi đến sảnh cà phê,
đã rơi vào sự bao vây của Diêm Bang. Các anh em đã chết hết, chỉ còn lại tôi và đại đường chủ. Lúc cấp bách, đại đường chủ đã đẩy tôi ra, kéo lưu đạn trong tay ra. Bang chủ à, thù này không báo, tôi thề tôi không làm người. Hà Đông Minh, đại đường chủ đã chết, bây giờ chúng tôi chỉ có thể nghe lời một phía của anh. Anh ấy không thể đối chất với anh. Tôi hỏi anh đi đâu vậy? Tôi đuổi theo người của Diêm Bang, tôi phải báo thù cho đại đường chủ. Vậy người anh đuổi theo đâu? Tôi xông lên giết mấy người của Diêm Bang, tôi muốn đồng quy vô tận với chúng. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ tôi vẫn phải về báo chuyện này với lại ban chủ, cho nên tôi chỉ đành trốn về trước. Lão gia, ông xem hắn vô cùng lẻ mép, khó mà rửa sạch nghi ngờ của chúng ta đối với hắn. Quản gia Trần, nếu như tôi là người của Diêm Bang, tôi còn dám về đây hay sao? Được rồi. Đưa súng đây cho tôi. Bây giờ trong súng chỉ có một viên đạn. Muốn chứng minh sự trong sạch của cậu thì giết thủ lĩnh điện. Nhớ lấy, chỉ được có một người sống là cậu hoặc thủ lĩnh điện. Dạ. Đi đi. Cha đã. Cha, con biết hết mọi chuyện rồi. Chắc chắn cha đã hiểu sai chuyện này. Làm sao Hà Đông Minh có thể là gián điệp mà Diêm Bang phải đến? Cha quên rồi sao? Hôm đó ở trên đường, người của Diêm Bang muốn bắn con để đổi lấy thủ lĩnh điện, nhưng anh ấy đã cứu con. Nếu người anh ấy thật sự là người của Diêm Bang, tại sao lúc đó không bắt con lại mà phải xông vào vòng tròn lớn như vậy? Các người nghĩ cho kỹ đi. Con thấy bọn họ ghen tị anh ấy vừa đến bang đã được cha trọng dụng, cho nên mới cố ý hãm hại anh ấy. Tiểu thư à, sao chúng tôi có thể nghĩ như vậy được chứ? Vậy ông nghĩ như thế nào đây? Con gái à, bây giờ muốn rửa sạch tội danh của Hà Đông Minh, chỉ có thể để hắn tận tay giết thủ lĩnh điện mới có thể giải trừ sự nghi ngờ của các anh em. Được. Anh đi chứng minh cho họ xem đi, là anh không phải người của Diêm Bang. Tôi tin anh. Nhớ lấy, thủ lĩnh của chúng tôi nói rồi, anh và thủ lĩnh điện chỉ có một người sống sót bước ra đây. Tôi chỉ cho anh thời gian 5 phút. Nếu như hết 5 phút anh vẫn chưa ra, thì hai người các anh đều phải chết. Có rõ chưa?
Anh em Hà, xảy ra chuyện gì? Bạn chủ Điền, rất xin lỗi, kế hoạch đã thất bại. Trước đây tôi đã có một vài hiểu lầm với các anh em Diêm Bang. Hôm nay họ chỉ mũi súng vào tôi, tôi không còn cách nào khác, chỉ đành bắn chết những người của Mã Đầu Bang đi bên cạnh tôi. Bây giờ cả trên và dưới đều bắt đầu nghi ngờ tôi. Trương Thế Nghiêu đưa cho tôi khẩu súng này, bên trong chỉ có một viên đạn. Ông ta nói là chỉ cho tôi thời gian 5 phút. Hôm nay trong hai chúng ta chỉ có một người có thể sống mà ra khỏi đây. Tôi hiểu rồi. Anh bắn đi. Làm sao tôi có thể chỉ súng vào đồng chí của mình chứ? Từ ngày bị Trương Thế Nghiêu bắt, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nghĩ đến lúc ban đầu, chẳng qua tôi chỉ là người trong giang hồ, gặp chính quỷ khang. Tôi mới hiểu đạo lý chống Nhật cứu nước. Hơn nữa, hiểu được sự theo đuổi và lý tưởng của họ. Do đó, tôi cũng đã gia nhập tổ chức, tham gia cách mạng. Chỉ rất đáng tiếc, con đường chống Nhật này của tôi chỉ đi được một đoạn ngắn thì đã bị đứt gánh rồi. Cũng may tổ chức đã phái anh đến. Giờ hay anh có thể thay phiên tôi. Anh còn trẻ, chắc chắn là có năng lực hơn tôi. Anh hãy nhớ lấy, Ishitobi Kenji chính là kẻ cầm đầu đằng sau lưng Trương Thế Nghiêu. Chỉ cần theo dõi chặt quan hệ của chúng, những chuyện đen tối sẽ bị dịch ra. Ban chủ Điền, nghe xong lại tôi nói, sau này Diêm Bang của tôi giao cho cậu. Cậu phải đối xử tốt với những người anh em trong Diêm Bang của tôi, dẫn dắt họ đi con đường chính nghĩa. Tôi có chiếc nhẫn của ban chủ và nội quy ban đã được giấu kỹ rồi. Chỉ cần có được những thứ này, các anh em trong bang sẽ quá giải hiểu nhầm với cậu. Thời gian đến rồi, chuẩn bị vũ khí. Cậu nhớ chưa? Lão già, tuy Hà Đông Minh đã giết thủ lĩnh Điền, nhưng tôi thấy trong chuyện này vẫn có vài vấn đề. Vì là vì thời gian hắn vào hơi lâu, tôi sợ để tự đảm bảo cho mình hắn đã giết ông ấy. Dù hắn có mục đích gì, chỉ cần hắn giết thủ lĩnh Điền, hắn không có cách nào về Diêm Bang. Đúng. Nhưng mà tôi đang nghĩ tất cả phán định của chúng ta đều chỉ là giả thiết, không có thứ mang tính chính xác. Nếu như người này tình nguyện gia nhập bang, tôi thấy không phải là không thể.
À Đông Minh, chuyện anh làm hôm nay rất là tuyệt. Những cấp dưới của cha tôi, kẻ nào cũng giống như con chó vậy đó, không có bản lĩnh, chỉ biết cắn bừa. Anh tuyệt đối đừng để tâm nha. Ha? Sao lại vậy được, tiểu thư? Bây giờ anh đã giết thủ lĩnh Điền, cũng coi như là lập quy trong bang. Đến cha tôi cũng phải nhìn anh với cặp mắt khác rồi. Ngày mai nha, tôi sẽ kêu cha tôi cho anh ngồi chức đường chủ. Tôi xem họ còn dám nói gì không. Vậy không được đâu, tiểu thư à. Anh cứ nghe tôi đi. Bây giờ anh không cần phải nghĩ cái gì nữa. Nghỉ ngơi sớm đi, được không? Tiểu thư Trương đi thong thả. Anh không định nói gì với tôi sao? Gì chứ? Anh không phát hiện ra gì hả? Xin lỗi nha. Xem đi, tôi đã đeo chiếc vòng này nè. Có đẹp không? Đẹp lắm. May mà có ý kiến của anh. Nhưng mà bây giờ tôi cũng thấy rất đẹp. Sau này tôi sẽ đeo nó. Dạ, đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Gia Lương, cục trưởng Mao có chỉ thị khẩn cấp. Trạm chỉ huy quân sự Thiên Tân bị thiếu nhân sự. Anh được bổ nhiệm, mang nhiệm vụ mới đi Thiên Tân, nhậm chức trạm trưởng Thiên Tân. Trạm trưởng à, tôi muốn biết khi nào tôi mới được về hàng ngũ. Không sao đâu, chỉ cần anh làm tốt, tôi sẽ xin chỉ thị với lại cấp trên. Còn nữa, lần đi Thiên Tân này, anh có hai việc phải làm. Thứ nhất, phải tra rõ kế hoạch sách động của Ishitobi, xem trong quân quốc dân có người nào và tiếp xúc bí mật. Thứ hai, phải điều tra rõ sau khi quân đồng minh tháo chạy, phần tử đảng cộng sản ẩn náu ở Thiên Tân, đặc biệt là tung tích của các Hồng Sương. Một khi phát hiện ra, lập tức bắt ngay. Quỹ viên trưởng vô cùng coi trọng việc này. Trạm trưởng, năm đó lúc tôi ở quân đồng minh, tướng quân các Hồng Sương từng là lãnh đạo cấp trên của thuộc hạ. Ông ấy là phần tử kiên quyết chống Nhật, chí sĩ yêu nước. Tại sao lại bắt người như ông ấy vậy? Ông ấy chống Nhật không sai, đáng tiếc ông ấy đã chọn sai lập trường. Ông ấy tự tiện rời khỏi đảng quốc dân, gia nhập đảng cộng sản. Bây giờ ông ấy bị nhận định là mang tội phản đảng. Tôi chỉ biết là kẻ địch bây giờ của chúng ta chính là bọn Nhật, chứ không phải là người Trung Quốc. Bây giờ bọn Nhật đang xâm lược chúng ta. Mỗi người Trung Quốc đều nên dũng cảm, kiên quyết chống Nhật, chứ không phải ngồi ở đây nói chuyện đảng phái và quân danh gì đó. Hơn nữa, ai quy định đội ngũ quốc dân của chúng ta mới có thể chống Nhật? Gia Lương, anh cũng biết rõ giáo huấn mà quỹ viên trưởng tưởng đề ra, chống giặc trong còn hơn chống giặc ngoài. Đảng Cộng sản tức là tai họa đằng sau lớn nhất với việc chống Nhật của đảng quốc dân. Không diệt trừ mối nguy hại này, chúng ta làm sao có thể tập trung tinh lực để mà chống Nhật xâm lược đây? Từ khi tôi tiếp xúc với người của đảng Cộng sản, thậm chí có một số người càng kiên quyết làm hoạt động chống Nhật hơn chúng ta. Ví dụ như là tướng quân các Hồng Sương. Đủ rồi. Thẩm Gia Lương, anh dám nói thay cho họ? Anh phải biết, nếu ở nơi khác, anh sớm đã bị xét cách chức rồi. Tôi ăn ngay nói thẳng, không áy náy với lòng. Không áy náy với lòng sao? Vậy tôi hỏi anh, nếu như tôi để anh chọn giữa đảng quốc dân và họ, thì anh chọn ai? Trả lời tôi. Tất nhiên là tôi trung thành với đảng quốc dân. Được rồi. Nếu như anh đã trung thành với đảng quốc dân,
Vậy thì phải thanh trừng tất cả những người chống đối Đảng Quốc Dân. Thẩm Gia Lương, anh nhớ kỹ cho tôi, nếu như có một ngày anh bị tôi phát hiện anh không trung thành với Đảng Quốc Dân, kết cục của anh nhất định sẽ rất thảm. Gia Lương, vừa nãy tôi nói có hơi nặng lời. Bây giờ chức trách chủ yếu của chỉ huy quân sự chúng ta chính là tiêu diệt Đảng Cộng sản, đánh trả bọn Nhật. Đây, anh ký cái này đi. Lý Thiên Tân nhận chức. Ký đi. Cô Quân à, tôi sẽ đi Thiên Tân ngay lập tức. Tôi muốn trước khi đi đến đây thăm cô một lần, để tạm biệt với cô. Thẩm đại ca, tôi đi cùng với anh. Cô Quân à, tôi đi Thiên Tân để nhậm chức công việc. Đợi tôi xong việc rồi, tôi sẽ về đây tìm cô. Vậy khi nào anh về? Tại sao không cho tôi đi cùng anh? Cô đừng nên hỏi chuyện trong công việc của tôi. Cho dù lần này họ muốn cho anh đi chấp nhận nhiệm vụ, cũng đừng để cho tôi lo. Tôi biết rồi. Cô cũng hãy chăm sóc cho bản thân nha. Chỗ này là nhà hàng kiểu Tây do người Pháp mới mở. Bistec ở nhà họ rất ngon. Phục vụ, hai ly cà phê. Trước đây tôi từng muốn đến chỗ này, nhưng mà những kẻ cấp dưới của cha tôi đều không có gu gì hết. Sau này có anh đi cùng tôi rồi. Tiểu thư Trương, sao vậy chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên tạm biệt nhau từ đây.